Xin chào các bạn. Bây giờ Trang sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu về chủ đề đăng ký câu lạc bộ tập gym Health Club Tân Nục. Và chúng ta có thể quét mã QR ở đây để mình nghe nhé. Tôi muốn đăng ký hội viên. Hey won Tân Nục girl, how was it well? Thì ở đây, Hey won Tân Nục ở đây là đăng ký hội viên. Có loại 1 tháng, Ilgewol, loại 3 tháng, Samgewol và 12 tháng. Ship y category 있습니다. Tôi đăng ký loại 3 tháng. 3개월 할게요. Bao nhiêu tiền vậy? 얼마예요? 얼마예요? 90.000 won ạ. 9만 원입니다. Có bao gồm quần áo thể thao không? 체육복 포함이에요? Không, nếu vậy phải trả thêm 30.000 won. 그러면 3만 원을 더 내셔야 합니다. Có chương trình giảm giá nào không ạ? Chương trình giảm giá là 할인 프로그램. 할인 프로그램이 있어요? Tôi muốn yêu cầu huấn luyện viên riêng. Tức là 개인 là riêng nè các bạn. 개인 트레이너를 요청하고 싶어요. Hoặc là PT. Tôi muốn yêu cầu huấn luyện viên riêng. 개인 트레이너를 요청하고 싶어요. Thở sâu vào, hãy hít thở sâu vào. 숨을 깊이 들이마시세요. Vậy là chúng ta làm xong cái chủ đề 100 đến trang 384 rồi ạ.